Máy lọc nước này là máy sử dụng công nghệ lọc điện, công nghệ xanh. Và cái nguyên lý của nó khác biệt hoàn toàn với những cái máy lọc nước sử dụng công nghệ màng lọc cơ học truyền thống. Và máy lọc nước của mình là máy lọc nước có tính công nghệ xanh và hướng tới phát triển bền vững bởi 4 yếu tố. Thứ nhất, máy lọc nước chỉ có 4 lõi, ít lõi mà cũng đã có rất là đa dạng quá. Cái thứ hai là máy rất là ít tốn điện. Công nghệ này không sử dụng cái áp lực cao để đẩy nước qua màng, cho nên là không sử dụng cái bơm cao áp và cấu điện. Cái thứ ba là ít xả thải. Với bên mình, nếu muốn lấy 10 lít nước, mình chỉ cần đưa 11 lít nước vào. Tỷ lệ xả thải chỉ từ 5 đến 20%, là vì thế mà nó tiết kiệm nước cho môi trường. Và cái cuối cùng, công nghệ của bên mình không sử dụng các hóa chất độc hại. Bên chị là từ cái nguồn vật liệu đầu vào là đều là từ nguồn gỗ rừng trồng tại Việt Nam, chứ mình không khai thác bừa bãi. Và cái việc này là nó sẽ kích thích trồng rừng thì nó sẽ hấp thụ khí CO2. Còn nhà máy bên chị thì cũng lấy nguồn nguyên liệu ở địa phương, nên là cái việc vận chuyển nó cũng tốn, nó thải ra ít CO2 hơn. Plywood là một cái sản phẩm khá là bền vững, chắc chắn và tuổi thọ cao, nên là hoàn toàn có thể tái chế được. Bên chị sử dụng keo E0, là cái nồng độ phát thải formaldehyde là gần như bằng không, nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.